Đây đây nhá, em nói thật với chị này, bây giờ bốn bé dê cho anh chị chuẩn bị là chị đi bán lò mổ phải không? Tôi đi định đi bán lò mổ, cháu nó ăn học bây giờ tốn kém quá, mà tôi nuôi giờ họ đến họ trả tôi 14 triệu đây, 14 triệu, nhưng mà tôi đang định chở hai vợ chồng chở đi bán đây, nhưng mà tôi Rồi. thấy chú Đức đến này, chú bảo là cứu hộ cứu Rồi. trợ gì thì tôi bảo 14 triệu tôi không bán này, mà bây giờ mà chú cứ nói thì tôi cháu nó ăn học thì tốn lắm Rồi, rồi đây, rồi rồi bây rồi giờ tôi rồi bán rồi thì em chú cũng bảo là cái cơ duyên em cũng gặp anh chị ở đây thì rồi rồi em sẽ sẵn sàng là ấy em cứu các bé dê vào trại cứu hộ của anh Thuy Lê. Rồi rồi bây giờ thực tế để nói là bốn bé dê của chị là về cái giá thị trường là chị bán 14 triệu phải không? nếu mà các chú mà cứu ấy được Rồi. cho nó sống thêm thì tôi bớt cho 500 là 13 triệu, đúng 13 triệu 500 tôi bán, không thì tôi bán cho họ mổ. Rồi thôi rồi rồi Còn rồi 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 chị rồi 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 tôi thì thôi thì qua ống kính màn hình nhỏ thì xin các mạnh thường quân này, các bạn có tấm lòng vàng trong ngoài nước thì cũng là cái cơ duyên này, hôm nay cũng nhìn thấy bốn bê dê rất tội mà các gia đình chủ là chuẩn bị đi bán lò mổ, thì thực tế bè chị chuẩn giá là chị lấy bao nhiêu tiền? Rồi thì thôi thì qua ống kính màn 13 nhỏ triệu thì 500 tôi bán, mà không thì tôi cho trả đi 14 triệu rồi đây. thôi mấy bạn được rồi thì 13 triệu qua 500 ống kính màn nhỏ thì tôi cũng gửi đến các mạnh thường quân rồi trại cứu hộ anh Thi Lê đến được thì tôi cũng kiếm cái tiền xăng xe thôi, chứ cứ để đấy, cứ để em sẽ cứu bốn bé dê rất là dễ thương, là dí dỏm này rồi thì cứu các bé sống thêm là nữa, thì xin các mạnh thường quân các bạn có tấm lòng vàng để chung tay giúp đỡ các bé dê sống thêm một lần nữa. Rồi không em sẽ cứu, mà thì em sẽ cứu các bé thì thôi em ra đây nó 13.500 thì em chỉ thêm gọi em chở đi em kiếm cái tiền xăng xe vì cuộc sống mưu sinh chị ạ, chứ không phải cái chuyện mà em lấy được thì thôi rồi, 14 triệu họ lấy đấy. thì đó rồi thôi 13.500 là được rồi, xin gửi đến trại cứu hộ anh Thuy Lê thì giúp đỡ các bé sống thêm một lần nữa, bốn bé dê thì cũng rất là dí dỏm. Đây, đang chờ đón các tấm lòng vàng các mạnh thường quân trong ngoài nước chung tay mỗi người một ít thì giúp đỡ các bé dê sống thêm một lần nữa. Đấy, vì dân ở quê thì người ta cũng rất vất vả. Đấy, vất vả mà nuôi được các bé dê lên là cũng cả vấn đề thôi. Thì rồi. Xin cảm ơn. À, hai chào cả nhà đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì cách đây khoảng vài tiếng đồng hồ thì Thi Lê có nhận được một cái đoạn clip của bác Đức, là cũng là một cái người đàn ông chuyên mua bán những con bé chó vào lò mổ đó cả nhà. Thì thực sự thì khi mà bác Đức có mang những con bé chó xuống bên máy ấm của Thi Lê thì Thi Lê cũng đã ở như góp ý và có chia sẻ về Phật pháp cho bác Đức, và sau đó thì bác Đức đã coi như là không có còn mà đi mua những con bé chó vào lò mổ nữa đó. Nhưng mà thay vào đó thì bác Đức, ai mà gọi cho bác Đức thì bác Đức sẽ lại coi tình hình như thế nào, và bác Đức sẽ quay lại cái video trực tiếp tại nhà của người chủ luôn. Thì bác Đức có gọi cho điện thoại cho Thi Lê nói là bây giờ hiện tại là có một người chủ đang muốn bán bốn con bé dê vào lò mổ để mà lấy tiền mà để cho con ăn học đại học gì đó, thì hoàn cảnh khó khăn như thế nào đó Thi Lê không biết. Thì bác Đức có nói hỏi là Thi Lê có cứu hay không, vì ở trong bốn bé dê á là có hai con bé đang có bầu đó. Thì thực sự thì Thi Lê nhận được cái đoạn clip này và Thi Lê mở lên Thi Lê xem thì nhìn bốn bé dê nhìn nó xót xa lắm cả nhà. Nói chung thì tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết hết trơn cả nhà đó. Chẳng hạn như khi mà mình hoán đổi vào vị trí những con dê đi thì lúc đó cảm giác của mình như thế nào, giống như mà sắp bị mang đi tử hình thì cả nhà cảm thấy như thế nào. Thì cái này Thi Lê chỉ đăng tải lên để mà cầu cứu tất cả quý bà cô chú anh chị. Nếu ai xem được cái đoạn clip này thì hoan hỷ chung tay có thể cứu bốn bé dê nó sống thêm một lần thứ hai nữa. Thì Thi Lê trong cái đoạn clip thì Thi Lê có nghe nói, thì Thi Lê bây giờ sẽ thuật lại thôi, Thi Lê sẽ kể lại thôi, là người chủ đòi bán bốn con bé dê là tổng cộng là 14 triệu đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cứu á, thì người chủ sẽ bớt cho mình 500 ngàn, thì với số tiền là tổng cộng là 13 triệu 500. Thì mỗi con bé dê thì Thi Lê nghe nói là một con tầm ba mươi mấy ký cả nhà đó, thì tính ra là bốn con là khoảng gần 100 mấy, gần 200 ký đó. Thì Thi Lê chỉ biết đăng tải lên xin tất cả cộng đồng mạng hoan hỷ giang tay ra có thể cứu các bé dê
có một cái cơ hội sống thêm một lần thứ hai nữa. Thì cả nhà biết, thật sự thì máy ấm thì lúc nào cũng gặp khó khăn, nhưng mà khi mà khó khăn thì nói chung thì tất cả mọi người cũng biết rồi, nuôi một hai con chó, ba bốn con chó là cái chuyện cái khổ cực hay là tốn tiền như thế nào thì tất cả người chủ cũng đã biết rồi. Còn ở máy ấm của Thi Lê hiện tại đang nuôi hàng trăm con bé chó và cả các loài động vật khác còn lại luôn. Thì Thi Lê chỉ biết đăng tải đoạn clip này lên thôi, vạn sự tùy duyên. Nếu cứu các con được thì Thi Lê rất là vui và rất là hạnh phúc. Còn nếu mà không cứu các con được thì Thi Lê cũng chỉ biết cầu nguyện, niệm Phật cho các con nó được vãng sanh thôi. A Di Đà Phật.